Nói chào tất cả các bạn nha, mình là Nguyễn Ngọc Thanh đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái công cụ rất là tuyệt vời. Có thể là bạn biết rồi, hoặc là cũng đâu đó có người chia sẻ rồi thì mình lại không biết. Nhưng mà mới học được cái thủ thuật này, mình mới biết được cái thủ thuật này khi mình lướt trên trên mạng ở của Ấn Độ. Ok chưa? Thì cái công cụ đó là cái công cụ mà tách nền của hình ảnh. Ngày xưa chúng ta cứ dùng Photoshop này kia rất là cực khổ để mình tách ra những cái này, mình học thủ thuật này học thủ thuật kia để mình tách tóc tách đồ ra để nó quá quá cực khổ đi ha. Thì bây giờ mình lại hướng dẫn cho các bạn làm sao để tách cái nền này dễ lắm các bạn, nhanh nữa. Đây cháu bằng nè, remove background nè, remove.png nè. Đó, bạn phải làm remove.png nè, remove nè. Rồi select, chọn cái hình thôi, chỉ cần chọn cái hình. Đây mình hãy mình có đào một cái tấm hình của bạn này, của em gái Mizu. Đâu rồi, Mizu đâu rồi, Mizu của anh đâu? Mình rất là hâm mộ Mizu nha các bạn. Đây, lưu em Mizu lại, thử ra. Lưu em Mizu này lại rồi. Hoặc không thì bạn có thể chép luôn cái link này luôn. Chép luôn cái link này thử ra được không, biết đâu được đúng không? Nè enter nè, em về nè, ok, đợi tí nó đào nó cái hình này đó, bạn thấy không đó? Ui chào, tuyệt vời chưa, em gái của tôi. Rồi để ngoài desktop nha, lưu ở đâu thì để ngoài đó, xếp lại. Rồi bây giờ mình nè, bây giờ tiếp tục nè, mình ráp hình vô nè, dễ lắm bạn, sướng lắm. Ở mình quyết giờ trong cái đó, bạn thấy không, tách nền đẹp không? Rồi bây giờ mình đưa một cái hình là ngoài bãi biển nào nữa đi. Rồi rồi kéo em Miu của mình qua bãi biển thôi, thích Miu ở đâu thì Miu ở đó thôi bạn, thấy không, tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Là bây giờ nè, trong cái này cái chi tiết này nè, mình nhỏ 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 nè, mình dùng mấy cái cọ mềm mềm tí mà ta vuốt cho nó mất đi. Tuyệt vời không? Trời, ngày xưa tách cái nền này cực lắm các bạn. Này phải biết cái thủ thuật này, biết cái thủ thuật kia, nó đuối lắm. Này chỉ cần một nốt nhạc thôi, à, mình làm tính tương đối thôi nha, còn không thì mình stroke lên nữa nè, mình thấy là cái nào nó còn lộ ra nè, bạn thấy không? Cái này đó, rồi trời tuyệt vời. Rồi mình trang điểm cho Miu lại một tí nha, cho nó hợp cái tông màu một tí cũng được. Mình rất là thích Miu nha các bạn. Mình tăng cái độ sáng của Miu lên tí. Trâm mà rồi tăng cái ao này lên tí, cộng màu trắng áo vừa vừa thôi. Đó, vậy là các bạn đã có một tấm hình rồi đó, mình thấy ok chưa? Đó, tách ra cái nền nó cực kỳ sướng luôn, không có phải dùng Photoshop này kia mà nó lại không chính xác. Rồi này có những bức hình mà mình nói với bạn là mình không thể tách được luôn mà, ví dụ như tấm hình cô gái này đi ha, cô gái này nè, bạn tách thử nha, bạn vô trong này bạn tách nè, select nè, chọn nè, tách đẹp lắm,
nó là không cần phải chỉnh sửa gì cả, Miju nhà mình mà nó còn tách được ra từng sợi tóc vậy thì tâm khai suy nghĩ gì. Đó, mình thấy không, tất cả đó thì thôi nha. Anh em mình làm cực lực cả bao nhiêu năm nay, coi như là công toi kìa, mình học Photoshop cho giữ vô đó, còn thấy không, quá tuyệt vời đúng không các bạn. Rồi ok, đó là cái thủ thuật mà mình muốn đưa tới các, tất cả các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay thì like, subscribe cho mình nha. Hôm nay mình làm cái thủ thuật này, mong cho các bạn là tách thật là nhiều nè, là mình làm sao đó cover thành cái video của mình này kia, mình đổi background này kia lên, thêm sáng tạo cho mình thêm nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Thank you.